Kính chào cô chú và anh chị trở lại với kênh của Hoa Lan Đăng Khôi ha. Hôm nay thì em ở nhà mà công việc cũng lu bu quá, tới giờ mới lên được cái video ha, nó hơi trễ một xíu. Hôm nay em có soạn số cây để cô chú anh chị mình sưu tầm giống mình chơi ha. Đầu tiên là chậu chất kim cương ha, chất kim cương. Cái này hai cái cây trên cái thân củi ha, hai cái kia trên thân củi. Hai cây này 200k bao ship ha. Cô chú anh chị nào có sưu tầm chất kim cương thì mình sưu tầm ha. Đây cái mầm vàng đổi xưa Samini ha. Samini size nhỏ ha. Cái kia này em giao lưu cô chú anh chị mình 130 bao ship ha, 130 bao ship. Chậu tiếp theo là chậu chớp đỏ tím ha, một mẹ một mầm. Rễ đang rất khỏe, chớp đỏ tím. Chậu này thì em giao lưu cô chú anh chị mình 260 bao ship ha, 260 bao ship. Hai thân rất khỏe luôn. Chậu tiếp theo là chậu chớp chi kỷ ha, chớp chi kỷ. Cái này thì cái nó mọc trên cái mắt gối ha, mắt gối. Chớp chi kỷ sẹt rất là đẹp luôn, chi kỷ thì giống rất là khỏe, bông đẹp. Những cái mắt trên đây nếu mà mình để đó, thì nó cũng có thể lên mầm tiếp ha. Cái kia này em giao lưu cô chú anh chị mình 280 bao ship ha, 280 bao ship chớp chi kỷ. Chậu tiếp theo là chậu chớp Bugana B1 ha, đây là cái mầm. Hai cái thân sau thì em có khai thác rồi. Em chia sẻ cái mầm này thôi. Cái mầm Bugana B1, đây là một dòng bông rất là đẹp, chớp sâu của cô chú anh chị. Nó cũng rất là hot ha, Bugana B1. Cái cây này thì em giao lưu cô chú anh chị mình 330 bao ship ha, 330 bao ship. Tiếp theo là một cái cây size nhỏ Buôn Thuận ha, Buôn Thuận. Rất Buôn Thuận á cô chú anh chị. Rất Buôn Thuận thì bông rất là đẹp, rất là sáng. Đây là cái cây nó đang lên cái mầm nè. Nguyên cái khóm ăn sao thì nó nguyên riêng luôn, chưa khai thác ha. Nguyên cụm này luôn. Vết Buôn Thuận. Chậu này thì em giao lưu cô chú anh chị mình 250 bao ship ha, 250 bao ship. Vết Buôn Thuận. Chậu tiếp theo là chậu chớp Quyết Long ha. Quyết Long thì bông rất là đẹp cô chú anh chị. Quyết Long ha. Quyết Long bông cực kỳ đẹp luôn. Cái này thì cọng mẹ nó có hư một mắt rồi. Mắt dưới này nó đang lên một cái chỗ mắt gối ha. Một mẹ với một mầm, mầm nó đứng ngọn luôn rồi nè. Cộng sau thì em không tính ha, em tính hai thân này thôi. Chớp Quyết Long thì em chia sẻ chậu này cho cô chú anh chị mình sưu tầm ha. Chậu này 300 bao ship ha, 300 bao ship. Chớp Quyết Long. Chậu tiếp theo là chậu chớp Bugana lưỡi vuông ha, Bugana lưỡi vuông. Cái cọng chuỗi này thì nó nguyên zin ha. Em chưa khai thác, có cái cọng đầu thì em có cắt một nhát ở đây. Có cắt một nhát đang lên cái mầm đây. Em chia sẻ cho cô chú mình chị mình lấy về làm giống thôi ha. Cọng này thì có khai thác rồi. Chậu này thì em giao lưu cô chú anh chị mình 330 bao ship ha, 330 bao ship. Cái mầm này thì tương lai nó cũng cỡ 9-10 cm ạ. 330 bao ship, cái thân sau thì mắc còn nguyên ha, mình có thể khai thác được. Chậu tiếp theo là một chậu biên cánh tròn ha, cái size to ha, biên cánh tròn size to. Biên cánh tròn thì bộ lá nhìn này cô chú anh chị cực kỳ đẹp luôn. Nó xếp rất là đẹp.
thân mẹ một bộ lá mầm, hai thân mập ú luôn, pin cánh tròn ha. Chậu này thì em giao lưu để cô chú anh chị mình về mình làm chậu tác phẩm mình chơi ha, pin cánh tròn. Chậu này thì em giao lưu cô chú anh chị mình 700k bao ship ha, 700k bao ship, pin cánh tròn hai thân rất là lực luôn, 700k bao ship. Chậu tiếp theo là chậu chớp Gubino 2 ha, Gubino 2. Cái cọng này cọng đầu em trồng nó đang lên hai cái mầm mà, đang lên hai cái mầm, nó có một cái nụ hoa ở trên đây luôn nè, mình về mình có bông chính chủ mình ngắm luôn ha. Gubino 2 có cái nụ luôn, cọng này thì rất là to. Cọng này nó khoảng 23 cm, cây thì nó mập lắm, quá mập luôn, mập ú, có bông ngắm luôn ha, đang bật hai cái mầm luôn. Chậu này vừa mầm vừa bông luôn ha, cô chú anh chị mình chơi đủ bộ luôn ha. Rubino 2 23 cm. Chậu này thì em giao lưu cô chú anh chị mình 800k bao ship ha, 800k bao ship luôn, rất là rẻ luôn, 800k bao ship, có bông luôn. Chậu tiếp theo là một chậu chớp ba biên ha, dòng này hồng mình sưu tầm mình chơi ha, dòng này nó cũng hơi cao một tí, kim cương máu, chớp ba biên kim cương máu ha. Chậu này thì em trồng nó đang xuống rễ nha, nó mới xuống rễ, kim cương máu. Cọng này thì nó khoảng 13 cm, cương cương máu. Em để cô chú anh chị mình 100.000 cm thôi ha, 1.3 triệu bao ship, 1.3 triệu bao ship chất kim cương máu. Dòng này thì nó khá là ít giống cô chú anh chị, không có nhiều giống đâu. Chậu tiếp theo là một chậu chớp mặt trời đỏ ha, mặt trời đỏ. Cọng này thì cọng đầu trồng rễ nó đang đi nè, rất khỏe luôn, mặt trời đỏ, cây rất là khỏe, bông cũng đẹp, mặt trời đỏ ha. Cây này thì em giao lưu cô chú anh chị mình 490 bao ship ha, 490 bao ship, cô chú anh chị nào mình có sưu tầm thì mình chốt ha, 490 bao ship. Em xin kết thúc video tại đây ha, cô chú anh chị nào mình có sưu tầm thì liên hệ qua Zalo trên màn hình giùm em ha, em xin cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào cái video tiếp theo.